Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rồng Vlog. Thì cả nhà coi như là hôm nay là hiện bây giờ là mình đang ngồi ở gần cái khu gần cái căn nhà hoang cả nhà. Thì căn nhà hoang này là mình cũng làm vài tập rồi và hôm nay mình trở lại đây để mình tìm hiểu thêm về căn nhà này cả nhà. Và những cái lần trước thì mình đến đây thì có một lần là mình có thấy một bóng ma luôn cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ trở lại đây để mình quay và xong mình sẽ tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Thì bây giờ mình cũng đi cả nhà. Thì đây là căn nhà này cả nhà. Thì hôm nay ở đây người ta cũng đã cưa tràm hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đây trước đi. Thì căn nhà này hôm nay mình thấy nó cây cối nó mọc rất là nhiều cả nhà. Mình thấy còn số nhà này. Thì những lần trước đó mình đặt camera hướng bên đây qua thì mình thấy là có một cái bóng ma xuất hiện ở trong cái cánh cửa sổ này nè cả nhà. Thì bây giờ mình đi vòng vòng qua đây, nếu không mình sẽ vào trong phòng đó mình đặt camera cả nhà. Tại vì mình nghĩ cái tâm linh nó là cư ngụ ở trong cái căn phòng này nè. Thì để mình xem hôm nay tôi mình có thu hoạch được gì hay không. Còn ở đây là một cái nhà tắm. Cái bình bát bữa nay quá trời cháy luôn cả nhà. Thì lần trước á, cách nay cũng cả tháng à, mình có đặt camera ở ngoài này, mình dội vào cái cửa này là mình thấy là có bóng ma đi vào trong phòng. Thì hôm nay mình sẽ vào trong phòng để mình đặt camera cả nhà. Để mình vào. Ở bên đây thì cây cối không à. Ở ngoài trước này cũng vậy. Đây cả nhà. Chỉ có trong căn phòng này là không có một cái thứ gì thôi. Thì hôm nay mình sẽ đặt camera vào cái căn phòng này và mình cũng dội trực tiếp ra cái cửa sổ này xem như thế nào cả nhà. Thì ok, bây giờ mình xin tạm ngưng camera đây cả nhà để mình chuẩn bị mình đặt máy quay cả nhà. Thì cả nhà coi như nãy giờ mình đã chuẩn bị xong bánh với lại đèn cầy. Thì bây giờ mình sẽ đến đó để mình đốt đèn cầy và đốt hương cả nhà.
Ôi, mình đi ra ngoài cả nhà, mới thấy cái bóng đứng ngay đó đó cả nhà. Cái nhà đó mình thấy ghê quá. Cái nhà coi như mình đi ra ngoài này cũng xa cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngồi nè cả nhà.
Thì cả nhà ơi, nãy giờ mình thường thường là mình ngồi ở ngoài này, mà nhiều khi có những cái anh chị không biết hỏi mình á, vị trí lúc mình đặt camera đó mình làm gì, thì mình ngồi ngoài này thôi chứ mình làm gì vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đó cả nhà. Mình tới cả nhà. Thì ok cả nhà, nãy giờ mình ở ngoài kia cả nhà, mình cũng không biết trong này nó có xảy ra hiện tượng gì hay không. Nhưng mà hồi nãy lúc mình đang xe bánh là mình gặp một cái bóng, nguyên bóng trắng nó đứng ra đây nè, mình hết hồn cả nhà, thấy sức hiện lên cái mắt tiêu. Thì mình về mình sẽ xem video lại cả nhà. Giờ lại mình thấy có một cây đèn cày bị tắt rồi, gió tắt rồi, thì mình giờ mình xem video lại, nếu mà có hiện tượng nào đó thì mình sẽ phóng to ra cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay mình thấy bánh vẫn bình thường rồi cả nhà, bánh với lại nhang thì mình thấy không có gì thay đổi, mà hồi nãy là ngay cái chỗ này luôn, đứng nguyên cái bóng người con gái tóc dài, mình hết hồn luôn. Thì ok cả nhà, nếu mà cả nhà xem có thấy hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment bên dưới cả nhà, và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong một clip lần tới của mình. Và chào tạm biệt cả nhà.